Hành trình S-Race 2022 với sự đồng hành của tập đoàn TH, một hành trình rất đáng nhớ, đã đến chặng cuối cùng tại Nghệ An. Và chặng này chắc chắn cũng sẽ rất khó quên với các thầy cô và các bạn học sinh, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng không nhiều người đã từng tham gia một giải chạy trên một cung đường đặc biệt như thế này. S-Race 2022 là giải chạy có quy mô lớn nhất dành cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Và những gì tuyệt vời và độc đáo nhất thì ban tổ chức đã để dành cho chặng cuối cùng trong năm nay với S-Race tại Nghệ An. Nếu như S-Race Quảng Ninh có cung đường ven biển, S-Race Hà Nội thì có cung đường chạy ven Hồ Gươm. Nhưng anh tin rằng đến với S-Race Nghệ An thì các em học sinh sinh viên sẽ một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi các em sẽ được chạy ở trên một cánh đồng hoa hướng dương khổng lồ và được hòa mình vào với thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây. Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời và đó cũng là ý nghĩa tích cực mà giải chạy dành cho học sinh sinh viên S-Race 2022 mang tới. Hy vọng là các em cũng sẽ có được những trải nghiệm khó quên và vượt qua khó khăn để rồi hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách và có được những kết quả tốt hơn trong quá trình học tập cũng như là trong cuộc sống tương lai sau này của các em. TH tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.